Không, cực lắm các bạn. Có biết có nhiều người các bạn biết con này con gì không không nha. Chứ hồi nhỏ mình thì mình biết con càng cuốn, có loại con nhỏ nhỏ sau này lên đây mình dính con bự bự không các bạn. Đây nha mọi người. Gỡ cực lắm. Nhiều đây gỡ. Chào các bạn nha. Thì một ngày mới mình đi làm đi đặt lưới, có gì mình quay cho bạn xem đấy nha. Thì đây các bạn. Một ngày mới mình nè. À, đi đặt lưới mà với một em nó dính nè các bạn. Các bạn thấy cái con cần nó các bạn. Đó, con càng cuốn các bạn. Nó trên cao tới trên con các bạn. Đây nè. Đặt lưới nè không dính chim mà. Dính toàn càng cuốn không à. Nè. Trời nè. Các bạn, đây con nè. Đây con nữa các bạn. Nè. Các bạn. Đây con nữa nè. Đây con nữa các bạn. Bự không bạn? Đây con nữa các bạn. Đó, đây con các bạn. Đây con nữa. Cái này là đặc chính chim các bạn. Ở đây con nữa các bạn. Các bạn, đây con nữa. Đây con nữa các bạn. Quá trời luôn các bạn. Dính tàn con vật gì ở trên ở dưới nước không các bạn. Nè. Đó, đây nè. Đây nè, đây, ở đây trong này. Trong này quậy tới hai con luôn các bạn. Đằng kia ba bốn con nữa rồi các bạn. Nó nhỏ nhỏ quá, mình cũng không thấy đường, nắng quá mình không thấy đường. Để thôi để mình gỡ nha các bạn. Đây mình có mình nè, để mình gỡ cho bạn xem lát có gì mình lấy cho bạn coi nha. Các bạn, đây mình gỡ được con đầu tiên, nó cực lắm các bạn. Tháo cực lắm các bạn. Có biết có nhiều người các bạn biết con này con gì không không nha. Chứ hồi nhỏ mình thì mình biết con càng cuốn, có loại con nhỏ nhỏ sau này lên đây mình dính con bự bự không các bạn. Đây nha mọi người, gỡ cực lắm, nhiều đây gỡ gần cái tiếng đồng hồ mọi người, chạy lông xong cái ngọn chân này mọi người, quá trời luôn. Thôi mình tóp đây nha, thì lấy đồ đựng bỏ vô bài, mình đi không còn lấy cái này nè, lấy cái nón đựng cho bạn. Đó con bò hung mình không có tháo, dính lưới, tay lưới, các bạn thấy không, nó cái đó cái cây, một cây cắm này nha. Đây đó cái cắm nữa các bạn. À, mình về tới nhà mình đổ ra nó làm bộ chết các bạn. Sống. Làm bộ chết hết các bạn. Nè. Sống hết các bạn, làm bộ chết các bạn. Nè. Sống hết. Làm bộ chết các bạn. Chắc cái này mình nghĩ mình thử ngâm rượu các bạn. Ngâm rượu. Ngâm hũ rượu các bạn. Đây các bạn, mình đem vô đây mình sẽ nướng sơ các bạn. Mình quyết định mình ngâm rượu các bạn. Tại vì mấy con này á ngâm rượu có thể là mình uống trị bệnh tiêu chảy cũng tốt lắm các bạn. Nó cũng chết rồi các bạn. Mình đem mình bỏ lên ngâm rượu các bạn, mình nướng lên chút xíu các bạn. Các bạn, mình sẽ bật lửa lên ngâm rượu mình nướng sơ các bạn. Các bạn thông cảm nha, cái này bếp ăn công cộng mình làm trên Bình Phước á, có bếp ăn công cộng á. Nó hơi dơ chút xíu các bạn. Nó hơi dơ xíu chứ mình thông cảm nha. Các bạn, mình sắp lên hết trơn. Mình nướng cho nó hơi khét khét nha các bạn. Nướng cho hơi khét khét cái mình mới bỏ vô rượu mình ngâm các bạn. Tại dưới quê mình á thường thường bị tiêu chảy, mình kiếm con này các bạn. Mình nướng lên cái mình bỏ vô trong ly nước á. Mình uống là nó bớt nha các bạn. Nó hết tiêu chảy các bạn. Tại trong đây nó có cái chất tinh dầu á. Cái này nha các bạn. Cái này các bạn mà được một ít á. Các bạn làm được hai con thôi các bạn. Các bạn làm được một chén nước mắm là tuyệt vời mặt trời luôn. Các bạn có nghe nói là nước mắm càng cuốn không các bạn? Là nó đó. À, con này con càng cuốn nha các bạn. Thì các bạn, mình nướng nói chung không được đều tay, nó cũng có nhiều con hơi khê khê các bạn. Mình để cho nguội chút xíu, mình nướng xong cho nguội chút xíu, mình bỏ vô trong keo, mình ngâm rượu các bạn. Đây các bạn, mình cũng không có keo lớn á, mình ngâm để đỡ keo nhỏ này đi, mốt mình sang ra keo các bạn. Đây các bạn, mình bỏ vô hết một hũ rồi, nó 15 con các bạn. Nó được 15 con các bạn. Bỏ vô hũ này
mình sẽ đổ rượu vô đây mình ngâm luôn bạn. Đây các bạn, mình sẽ ngâm được một hũ rượu càng cuốn nha các bạn. Nói chung cái này mình ngâm để dành giống như là mình bị tiêu chảy này kia nọ các bạn. Mình sẽ uống một cốc nó sẽ cầm tiêu chảy nha các bạn. Thì mình cũng kết thúc video đây. Các bạn xem hay cho một ngày mới một like và đăng ký kênh ủng hộ một ngày mới mình các bạn. Một ngày mới xin chào các bạn.